Rất vui được gặp lại các cậu tại Way to Work Cartoon. Chắc hẳn các cậu vẫn còn nhớ, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bao nhiêu nhân vật trong series Win Club phải không nào? Tuy nhiên thì danh sách nhân vật của series này vẫn còn rất dài và còn rất nhiều những nhân vật cũng không kém phần hấp dẫn khác vẫn chưa được nhắc tới. Chính vì vậy nên trong video ngày hôm nay, tôi xin được hân hạnh giới thiệu tới các cậu Crown Princess the Domino, Daphne. Trước khi bắt đầu thì chúng tôi cũng có một thông báo nhỏ rằng Fanstore đang có chương trình bán áo hoodie pre-order từ 16 đến 23 tháng 11, nhận hàng sau từ 10 đến 15 ngày. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những mẫu áo hoodie cực kỳ mới trong mùa đông năm nay nha. Link áo chúng tôi sẽ đính kèm dưới phần comment. Còn bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu vài nét nổi bật về nhân vật Daphne nào. Let's go! 1. Khái quát nhân vật. Daphne là trưởng công chúa của vương quốc Domino, chị ruột của Bloom và đồng thời cũng là một cố vấn quan trọng trong nhóm Wiz trong mùa 6. Sở hữu gen hoàng tộc của Domino, nhan sắc của Daphne cũng không hề kém cạnh cô em của mình, với một khuôn mặt dịu hiền, làn da trắng và mái tóc màu vàng nhạt. Ngoại hình của cặp chị em này quả thực luôn làm mình liên tưởng tới Elsa và Anna trong bộ phim hoạt hình Frozen của Disney. Không chỉ về mặt ngoại hình, nếu xét về tính cách giữa Daphne và Elsa cũng có khá nhiều điểm tương đồng như sự sáng suốt, đoan trang của một nữ hoàng, tính cách mạnh mẽ, song cũng có những phút yếu đuối, và trên hết là tình yêu thương to lớn dành cho em gái của mình. Nếu như Elsa chấp nhận trở nên lạnh lùng để bảo vệ Anna khỏi phép thuật của mình, thì Daphne đã chấp nhận hy sinh bản thân để tìm cách đưa Bloom tới trái đất, giúp em gái thoát khỏi ba phù thủy cổ đại trong cuộc chiến ở Domino. 2. Từ hồn ma bóng quế trở thành nàng công chúa bị trúng lời nguyền. Nếu các cậu đã theo dõi Wiz Club từ những ngày đầu tiên, có lẽ các cậu sẽ không thể nào quên được câu chuyện về sự sụp đổ của vương quốc Domino, quê nhà của Bloom và cũng là của Daphne. 16 năm trước khi sự kiện ở Season 1 diễn ra, với tham vọng đoạt được ngọn lửa rồng thiêng, ba phù thủy cổ xưa đã cùng Walter quyết định tấn công Domino, nơi an nghỉ của rồng thiêng. Dù cho mục đích chính của chúng đã không thành công do sự cản trở của Company of Light, hậu quả mà cuộc chiến để lại vẫn vô cùng nặng nề. Domino chìm vào lãng quên, toàn bộ người dân của vương quốc cùng vua Oritel và hoàng hậu Maiden bị giam cầm trong cõi Obsidian, Bloom bị lưu lạc tới trái đất và Daphne đã hy sinh trong một cuộc đột kích vào lâu đài của ba phù thủy. Có thể nói rằng, Daphne cũng chính là người duy nhất đã thực sự hy sinh trong trận chiến này. Cứ như vậy, suốt 16 năm, Daphne tồn tại dưới dạng một linh hồn, cư ngụ tại hồ Rokaluche, chờ đợi sự trở lại của Bloom để có thể dẫn dắt em gái khám phá cội nguồn của bản thân và sau này là giải cứu cả cha mẹ cùng với quê hương của họ. Tuy nhiên, câu chuyện này đã có một chút thay đổi kể từ mùa 5. Trong tập phim The Shark's Eye, khi Bloom bước vào nơi lưu giữ ký ức, cô ấy vô tình khám phá ra một câu chuyện động trời. Daphne đã từng chiến đấu với ba phù thủy cổ đại ở đại dương vô tận và bị đánh bại do sự phản bội của người bạn đồng hành, Polity. Sau đó, ba mụ phù thủy độc ác đã nguyền rủa sức mạnh Sirenix của họ, khiến cho Daphne bị mất đi nhân dạng, trở thành một linh hồn, còn Polity cũng phải trả giá và bị hóa thành một con quái vật xấu xí. Quả đúng là luật hoa quả thì chả trừ một ai cả. Theo suy nghĩ của cá nhân tớ, có lẽ nhà sản xuất đã chọn cách này để có thể dễ dàng quay xe mà hồi sinh Daphne, giúp cho gia đình Bloom thực sự đoàn tụ với nhau. Và như vậy, từ một hồn ma bóng quế đã hy sinh về quê hương, Daphne đã được sửa lại thành nàng công chúa bị trúng lời nguyền và sau này được giải thoát bởi điều ước Sirenix của em gái. 3. Từ một nữ thần đầy quyền năng trở thành giáo viên dạy lịch sử của trường Aphir. Chỉ cần nghe tới hai chữ nữ thần là các cậu đã hiểu được Daphne quyền lực tới mức nào phải không nhỉ? Trong loạt phim, cô ấy được nhắc tới là một trong 9 tiên nữ toàn năng của vũ trụ phép thuật và cũng là nữ thần tối cao của Magix. Sự quyền uy của Daphne được toát lên ngay từ tạo hình của cô ấy. Chiếc váy liền thân màu vàng cam kết hợp với những dải ruy băng trùng với màu tóc và đeo một chiếc mặt nạ lớn che đi phần nửa khuôn mặt. Bên cạnh vị trí trên, Daphne còn được nhắc đến là một Nymph of Domino và là một trong hai Nymph of Sirenix. Điều này có lẽ đã lý giải được phần nào sức mạnh của Daphne. Cô ấy hoàn toàn không bị giới hạn bởi một sức mạnh cố định như những nàng tiên khác mà chúng ta đã từng gặp, mà có thể sử dụng nhiều loại phép thuật khác nhau. Một số chiêu thức cô ấy đã từng thể hiện có thể kể đến là Dome of the Ocean. Dome of the Ocean. Dance of Leaves. I call upon the element of earth, Dance of Leaves. Embracing Wind và đặc biệt là Flame Spiral. I call upon the element of fire, Flame Spiral. Theo tớ, Daphne cũng có thể sử dụng sức mạnh ngọn lửa rồng thiêng, chỉ là nó không mạnh mẽ được như Bloom mà thôi.
Ngoài ra, Daphne cũng có một số chiêu thức đặc quyền của nữ thần, điển hình như lần mà cô ấy đã ra lệnh cho quái vật vực thẳm quay trở về đại dương, hay như khi cô ấy tìm hiểu nguyên nhân Hellia trở nên kỳ lạ sau khi bị bắt cóc bởi IC. Vừa nhiều quyền chức lại còn xinh đẹp, tài năng như vậy, nên bảo sao mà Polity lại muốn phản bội Daphne. Không biết là ở đây có ai giống như tớ hay không, nhưng có một điều khiến tớ vô cùng tò mò. Đó chính là tại sao Daphne đường đường là một nữ thần toàn năng như vậy mà lại chọn trở thành giáo viên giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường Aphia. Cô ấy chọn như vậy là vì muốn truyền lại kiến thức của mình cho các thế hệ tiên nữ sau này chăng? Hay chỉ đơn giản là vì phần 6 liên quan quá nhiều đến các truyền thuyết và thần thoại, nên nhà sản xuất đã cho cô ấy làm giáo viên lịch sử để nó hợp với chủ đề nhỉ? 4. Chuyện tình với Torrin. Chúng ta đều biết rằng, bên cạnh những màn biến hình và chiến đấu mãn nhãn, Win Club còn có thể được coi là một vựa cẩu lương chính hiệu với những vựa cẩu lương siêu ngọt ngào. Cũng không hề kém cạnh gì so với nhóm Greens. Ngay sau khi được hóa giải lời nguyền Sirenix và trở về với nhân dạng, Daphne đã gặp gỡ và có một mối tình vô cùng lãng mạn với anh họ của Sky, Torrin. Cả hai đã trùng tính xét ái tình khi cùng nhau nghiên cứu cách để giải cứu trường Linfear và chính thức trở thành một cặp sau buổi lễ đăng quang của Daphne tại Domino. Mặc dù trước đó cặp đôi này vẫn chưa được Sky đồng tình lắm, bởi anh ấy nghĩ rằng Torrin không xứng đáng với Daphne do xích mích giữa cả hai trong quá khứ. Tuy nhiên thì sau này, khi mối quan hệ giữa các nhân vật đã trở nên tốt đẹp hơn, thì định kiến này của Sky cũng đã không còn nữa, và thuyền Daphne Torrin cứ vậy mà bơi thẳng về đích đến là hôn nhân. Đám cưới của cả hai dẫu cho đã bị gián đoạn đôi chút bởi Selena đã giải thoát cho Acheron, song đến cuối cùng, nó vẫn được diễn ra hết sức mỹ mãn với sự chúc phúc của mọi người. Đối với tớ, cảnh đám cưới của Daphne và Torrin đã khiến cho đoạn kết của season 6 trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đến tận bây giờ, đó vẫn nằm trong danh sách những cảnh phim mà tớ yêu thích nhất đấy. Như vậy là vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu qua đôi điều nổi bật về nhân vật Daphne. Đây cũng chính là một trong số các nhân vật mà tớ yêu thích nhất trong series Queen Club. Còn các cậu thì sao? Các cậu có ấn tượng gì với cô ấy hay không? Tớ thực sự cũng rất muốn được nghe các cậu chia sẻ đấy. Mọi thông tin mà tớ đưa ra trong video ngày hôm nay hoàn toàn dựa trên các chi tiết trong phim kết hợp với suy nghĩ của cá nhân tớ. Nên nếu các cậu có suy nghĩ gì khác hay muốn bổ sung thêm điều gì thì đừng ngần ngại mà hãy comment bên dưới để tớ cũng như mọi người được biết thêm nha. Hy vọng là các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và tiếp tục ủng hộ cho Way to Work Cartoon. Còn bây giờ thì Way to Work out.